Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được là người đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên đã thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng được 612 ha đất, đạt trên 120% chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao trong năm 2022. Những khu công nghiệp có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh như khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Phố Nối A. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 10 dự án khu công nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 1,7 nghìn ha. Việc các dự án khu công nghiệp được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đã có phần quan trọng để chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo, xây dựng dự án theo tiến độ đăng ký, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và tạo việc làm cho người lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công chức viên chức được nghỉ Tết 7 ngày từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023. Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ 7 ngày, trong đó bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù, ngày nghỉ hàng tuần. Đối với dịp lễ Quốc khánh năm 2023, công chức viên chức được nghỉ 4 ngày từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023. Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện nghỉ lịch trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân. Theo đánh giá của các hãng bay và cảng hàng không, mặc dù dự kiến lượng hành khách đi lại dịp Tết không cao hơn đỉnh điểm của mùa hè vừa qua, tuy nhiên các phương án phục vụ cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tết năm nay, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dự kiến tăng trưởng khoảng 25% so với thời điểm Tết năm 2020. Theo đánh giá của Vietnam Airlines, các sân bay cũng cho biết các quầy làm thủ tục thường xuyên và dự phòng các điểm an ninh soi chiếu sẽ được chuẩn bị tối đa. Ngoài ra sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu thời gian của từng khâu nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách. Sau 15 ngày đầu ra quân cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý 580 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 500 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 172 trường hợp, tạm giữ 150 phương tiện. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý 12 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, phạt 150 triệu đồng. Ngoài việc tập trung trấn áp hoạt động của các loại tội phạm, lực lượng cảnh sát công an tỉnh và các địa phương đã tăng cường tuần tra việc chấp hành luật giao thông của người dân, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, nhồi nhét khách, chở hàng quá tải, vận chuyển hàng cấm. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 22 giờ đêm qua ngày 3 tháng 12, tại ngã tư giao nhau giữa đường DH13 kéo dài thuộc địa phận thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Theo đó, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 37H009 kéo theo rơ móc 14R01322 do tài xế quê tỉnh Ninh Bình điều khiển đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 89H7075, trên xe có 4 người. Hậu quả, một nam giới tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được đưa đi bệnh viện thì 2 nạn nhân được xác định đã tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong đều trú tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ tai nạn, hỏi thăm động viên các trường hợp tử vong bị thương, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 2 tháng 12, các đội nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra đột xuất kho chứa hàng của hộ kinh doanh Tường Vi tại số 98 đường Chu Văn An, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, do ông Dương Văn Thức, sinh năm 1975, trú tại thành phố Long Xuyên làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện trong kho hàng có chứa gần 15.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa nhãn hiệu nước ngoài, gồm 6.580 hộp nhang mũi, 4.200 hộp nhang thơm, 3.600 bộ bài tây, 523 can nước giặt và 48 chai nước tẩy. Tại thời điểm kiểm tra, ông Thức không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng hóa trên. Hiện lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Toàn tỉnh hiện có gần 63.000 người thuộc diện đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh đã trích ngân sách chi trả
trợ cấp cho các đối tượng với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với năm 2021. Đối tượng được hưởng trợ cấp mức thấp nhất là 180.000 đồng và mức cao nhất là 1.080.000 đồng một tháng. 100% các đối tượng đều đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được các địa phương phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận trên 760 đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng, tập trung tại 5 trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh và được hưởng mức hỗ trợ tiền ăn là 1.490.000 đồng một tháng. Hiện Sở đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét nâng mức trợ cấp và hưởng trợ cấp cho trên 3.500 người thuộc đối tượng được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, người cao tuổi, cô độc thuộc hộ nghèo, cận nghèo lên trên mức sống tối thiểu để giúp họ ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Điểm trạm y tế của thôn đảo Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho gần 1.400 hộ dân ở nơi đây và là nơi làm việc của 4 cán bộ nhân viên y tế. Tuy nhiên hiện nay cơ sở hạ tầng của điểm trạm này đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh. Trạm y tế được xây dựng hơn 20 năm với diện tích gần 60m² nên xuất hiện các vết nứt gãy ngang, thấm rột nghiêm trọng mỗi khi trời mưa. Diện tích nhỏ, hệ thống trần, tường gạch đều đã hư hỏng nên các buổi tiêm chủng mở rộng hay thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian vừa qua, với lượng người dân đến trạm đông, các nhân viên y tế phải thực hiện nhờ cơ sở vật chất của nhà văn hóa thôn. Mỗi ngày từ 5 đến 7 lượt người bệnh đến thăm khám, khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị nên công tác thăm khám chữa bệnh phải thực hiện trong điều kiện không đảm bảo về giường bệnh hay môi trường làm việc cho cả bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế. Hàng chục nghìn tấn rác thải ra môi trường mỗi ngày đang bị coi là rác, là thứ bỏ đi, nhưng ít ai biết rằng tái chế rác lại mang lại nguồn lợi kinh tế vô cùng to lớn. Theo báo cáo của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và Ngân hàng Thế giới, ước tính Việt Nam lãng phí gần 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vì không tái chế hết rác thải nhựa từ sinh hoạt, còn chất thải hữu cơ. Ước tính lãng phí hơn 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm khi gần 70% không được tái chế. Theo thống kê, tổng lượng rác thải hàng năm đã tăng gấp đôi trong vòng 15 năm qua và dự báo sẽ tăng từ 27 triệu tấn năm 2018 lên 54 triệu tấn vào năm 2030. Rác thải đã đến lúc phải được nhìn nhận dưới góc độ nền kinh tế rác. Một công ty công nghệ sinh học tại Nhật Bản đã phát triển phương pháp sàng lọc sớm ung thư tuyến tụy đầu tiên trên thế giới bằng cách sử dụng giun tròn trong xét nghiệm. Công ty Hiroshu Bioscience đến từ Nhật Bản đã chỉnh sửa gen của một loại giun tròn thường chỉ có kích cỡ hơn 1mm. Loại giun tròn này có phản ứng về mũi rất chính xác trong môi trường nước tiểu. Chỉ cần dựa vào việc giun phản ứng với nước tiểu của bệnh nhân có thể xác định người bệnh có bị ung thư tụy hay không. Tới nay khoảng 250.000 người đã sử dụng bộ xét nghiệm này, trong đó 5-6% có kết quả nguy cơ cao mắc bệnh. Bộ xét nghiệm có giá 70.000 yên, tương đương khoảng hơn 12 triệu đồng. Một nhóm sinh viên Đại học Công nghệ và Đổi mới Châu Á-Thái Bình Dương ở Malaysia cho biết họ đang phát triển một loại máy hút có khả năng lọc các mảnh rác siêu nhỏ dưới biển. Nhóm sinh viên đã thử nghiệm nhiều thiết kế và hình dạng khác nhau trước khi đi đến thiết kế cuối cùng. Là một thùng chứa hình bể cá với 6 trục quay có tên gọi là WaveGrow. Nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo bằng cách xếp chồng các vật liệu như PVC và hộp nhựa. Khi di chuyển máy dưới biển, dòng nước chảy vào theo hướng ngược lại cho phép thiết bị hút các mảnh rác siêu nhỏ trôi nổi trong đại dương. Sau đó các trục quay sẽ bắt giữ các mảnh rác nhờ vô số sợi lông cứng của chúng. Rác sau khi được thu thập có thể dễ dàng lấy ra và bỏ chúng vào đúng thùng rác hoặc đem đi xử lý thích hợp. Thụy Điển vừa trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu triển khai thí điểm xe tải tự hành. Loại phương tiện này được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết bài toán thiếu tài xế xe tải đường dài nghiêm trọng ở châu Âu. Đây là loại xe tải tự hành có tải trọng 40 tấn do công ty Scania của Thụy Điển sản xuất. Trong chương trình thí điểm hiện nay, xe tải tự hành được phép di chuyển trên tuyến đường dài khoảng 300 km ở miền nam của Thụy Điển với nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa cho một công ty thức ăn nhanh. Có một tài xế ngồi ở ghế lái để sẵn sàng can thiệp kịp thời trước những tình huống bất ngờ khi xe di chuyển. Nếu được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn khi lưu thông cùng các phương tiện khác trên đường, loại xe tải tự hành này có thể được cấp phép sử dụng rộng rãi tại Thụy Điển trước năm 2030.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin của chúng tôi đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.